Phật thuyết Quán Phật Tam Muội Hài Kinh quyển 7 phẩm 6 Quán Bốn Oai Nghi phần 2. Đức Phật bảo A Nan rằng: Sao gọi là Như Lai đến đầm nơi đồng hoang để thu phục đại tướng quỷ? Ta từ tinh xá Kỳ Đà ở thành Xá Vệ phóng ánh sáng màu vàng chiếu soi thành Xá Vệ khiến thành màu vàng. Bên trong nước Xá Vệ có một vị trưởng giả tên là Tài Đức. Vị trưởng giả có người con tuổi mới lên 3, người cha dạy đứa con ấy thọ tam quy. Quỷ thần tán chỉ bị lửa đói bức ngạt vào thành Xá Vệ bắt trẻ con. Lúc ấy đứa trẻ nói lớn: Nam mô Phật. Nhờ đứa bé xưng danh Phật nên miệng vua quỷ bị đóng chặt, chẳng thể ăn được, chỉ có mắt quỷ phát ra lửa để dọa đứa trẻ. Đứa trẻ ấy thấy hình dạng của quỷ xấu xí, ngực có ba mặt, rốn có hai mặt, hai đầu gối hai mặt, mặt như mặt voi, răng chó chĩa lên, bắt lại phát ra lửa, lửa tuôn xuống. Đứa bé kinh sợ xưng lên: Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Bây giờ Thế Tôn dùng thiên nhĩ từ xa nghe được, dùng cùng với Tôn giả A Nan cho bước vào hư không ra đi. A Nan ở phía sau theo Đức Phật chẳng kịp. Đức Phật dùng thần lực hóa ra hoa báu, rồi ánh sáng của hoa ấy đón lấy A Nan. Tôn giả A Nan ngồi trên hoa, thấy cõi Diêm Phù Đề chứa đầy những vị hóa Phật. Thân mỗi vị hóa Phật đầy tam thiên đại thiên thế giới. Các vị hóa Phật đó giảng nói pháp ba thừa, khuyến lệ sách tấn Bồ Tát tu hành niệm Phật. A Nan thấy nghe rồi liền nhớ lại kim kinh tạng của 90 ức Đức Phật đời quá khứ đã giảng nói, nhớ lại giữ gìn chẳng mất. Bây giờ Thế Tôn đã đến đầm nơi đồng trống, phong ánh sáng tướng đại nhân là lông trắng giữa hai chân mày. Ánh sáng ấy chiếu thẳng vào thân đứa trẻ đang sợ. Đứa trẻ thấy ánh sáng như thấy cha mẹ, lòng không kinh sợ. Quỷ đồng trống nhấc một tảng đá lớn dày 12 trượng muốn ném vào Đức Thế Tôn, mắt phát ra sấm chớp tuôn đá xuống như mưa. Mỗi giọt mưa đá rơi xuống như con gà đỏ từ hư không xuống, cho đến thân Phật đã hóa thành vị hóa Phật. Mỗi vị hóa Phật đều nhập vào tam muội hỏa quang. Những ánh sáng lửa đó thiêu đốt đầm nơi đồng hoang, đất đai cháy suốt mà quỷ, mà vua quỷ chẳng sợ. Vẫn ném đá, đá trụ ở trên không hóa thành đại báu. Trong đại báu lại có trăm ức vị hóa Phật, khác miệng đồng thanh khen ngợi tâm tự. Quỷ vẫn còn chẳng phục. Thần kim cang tay giơ cao chày vàng, vung kiếm bén, râu mép như kiếm nhọn, mắt như ánh chớp, dùng chày kim cang đánh vào trán vua quỷ, đâm vào cánh tay quỷ và kêu lớn, tiếng chấn động trời đất. Quỷ vương kinh sợ, ôm giữ đứa trẻ, quỳ gối hướng lên Đức Phật bạch rằng: Tôi Sa Môn, nguyện xin Ngài rủ lòng từ thương xót cứu sinh mạng của con. Thời kim cang hóa chày kim cang thành núi sắc lớn, bốn mặt lửa nổi dậy, bên quanh quỷ bảy vòng, lửa mạnh rừng rực đốt cháy thân quỷ. Đứa trẻ giơ tay bảo vua quỷ rằng: Hãy xưng lên Nam Mô Phật. Ta nhờ xưng danh hiệu Phật nên từ chết được sống, hôm nay ngươi có thể xưng lên Nam Mô Chư Phật. Lúc bấy giờ, vua quỷ kinh sợ thất thanh xưng Nam Mô Phật và bạch rằng: Xin Ngài Cồ Đàm hãy cứu giúp tôi. Lúc ấy Đức Thế Tôn dùng âm thanh phạm giống như bậc cha hiền an ủi các con. Phật vỗ về an ủi vua quỷ cũng như vậy. Thân kim cang mật tích bảo vua quỷ rằng: Hôm nay ngươi hãy mau quy phục mà quy y Phật Pháp cùng với chúng tăng đi. Nếu ngươi chẳng quy phục thì ngươi và hàng vạn ức 8.000 quyến thuộc bị tan nát như bụi trần. Quỷ đồng hoang kinh sợ nên đã dâm năm vóc gieo xuống đất, đành lễ Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con thường ăn thịt người, hôm nay không biết hại nữa, không giết hại nữa thì con sẽ ăn vật gì? Đức Phật xác bảo quỷ vương rằng: Ngươi hãy ngưng giết hại, ta sẽ bảo đệ tử luôn bố thí đồ ăn cho ngươi, cho đến khi pháp tận diệt, do năng lực của ta ngươi sẽ được no đủ. Quỷ vương nghe rồi hoan hỷ chắp tay thọ năm giới của Đức Phật. Ta năm giới rồi, vua quỷ thấy những núi lửa hừng hực tiếp nhau để biến thành những vị hóa Phật đầy trong đầm nơi đồng hoang. Tất cả đều là các vị hóa Phật. Sau mỗi vị hóa Phật có một vị A Nan. Tất cả các vị hóa Phật đồng thanh giảng nói về năm giới. Vị khoáng giả đã bạch với thần kim cang rằng: Giờ đại đức nên tôi được uống pháp vị cam lộ vô thượng. Thần kim cang ném cái chày vào hư không,
Nhờ thần lực Đức Phật nên khiến cho chày kim cang giống như trăm ức núi Tu Chi Phạn. Mỗi núi Tu Chi có hàng trăm ức bàn thờ. Mỗi bàn thờ có trăm ức vị hóa Phật đang đi kinh hành. Những vị hóa Phật đó, nhất chân, hạ chân, dưới chân tự nhiên sinh ra bảy đài báu. Trên mỗi đài có các vị hóa Phật nhiều như các sông Hằng đang ngồi kiết già. Đức Phật bảo với Đại Phương rằng, sau khi Phật diệt độ, những đệ tử của Phật muốn biết thần thông tự tại của Như Lai, thu phục quỷ đồng trống, nên quán tưởng đúng như vậy. Quán tưởng như vậy gọi là chánh quán. Nếu quán khác đi thì gọi là tà quán. Sau khi Phật diệt độ, nếu có chúng sinh tu duy pháp này, quán tưởng pháp này, đạt được phép quán tưởng này, thì tiêu trừ được tội sinh tử trăm ngàn ức kiếp, đời đời chẳng thọ thân quỷ. Được gặp thời có các đức Phật, không rỗng không, khiếm khuyết. Giả sử khi không có Phật thì gặp Bích Chi Phật, không có Bích Chi Phật thì luôn gặp bậc tiên nhân, giảng nói chánh đạo. Đức Phật bảo A Nan rằng, hôm nay ông hãy đem niệm tưởng cảnh giới này, giảng nói cho khắp tất cả chúng sinh đời vị lai. Đó gọi là cảnh giới thần thông của các đức Phật. Nếu bỏ mất việc này, gọi là bài bán Phật, là đoạn dứt giống Bồ Đề. Người trì pháp này thì quỷ mị chẳng thể dựa nhập, luôn luôn được sự ủng hộ trợ giúp của các đức Phật. Đức Phật bảo A Nan rằng, sao gọi là Như Lai đến hang La Sát ở phía nam ngọn núi A Nan Tư và phía bắc suối hoa sen xanh, bên ao độc long ở rừng hoa chiêm bạc trong núi cổ tiên tại nước Na Càng Ha La. Bấy giờ hang đó có năm con quỷ La Sát hóa thành long nữ cùng độc long thông nhau, rồng lại tuôn xuống mưa đá, La Sát làm loạn, đoái kém dịch bệnh đã trải qua 4 năm. Vua nước ấy kinh sợ, cũng thế thần đất đều vô ích, nên triệu các vị thầy chú thuật ra lệnh chú trừ độc long. Khí La Sát thịnh, chú thuật chẳng làm được gì. Nhà vua nghĩ rằng phải chi được một vị thần nhân xua đuổi La Sát này, hàng phục độc long đó, thì chỉ trừ thân ta ra, còn lấy gì ta cũng chẳng tiếc. Có vị phạm chí thông minh đa trí bạch rằng, thưa đại vương, con vua Tịnh Phạn của thành Ca Tỳ La, ngày sinh của vị ấy có hàng vạn thần hầu hạ, bảy báu giáng điềm. Thầy tướng A Tư Đà nói, ở lại với đất nước sẽ làm chuyển luân thánh vương. Nếu chẳng ưa thiên hạ thì thành Phật tự nhiên. Hôm nay, ngài đã thành đạo hiệu là Thích Ca Văn, thân lớn 1 trượng 6, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đi theo sâu chân là hoa sen, cổ tỏa ánh sáng mặt trời, thân tướng trang nghiêm như núi vàng rồng. Vua nghe lời nói đó, lòng rất vui mừng, hướng về chỗ đản sinh của Đức Phật tự quy y, đảnh lễ nói rằng, nếu lời nói của phạm chí là xác thật chẳng hư dối, quả có Phật ra đời tên là Thích Ca Văn, nhưng theo tướng pháp của ta thì sau 9 kiếp nữa mới có Phật hiệu là Thích Ca Văn. Tại sao hôm nay ánh mặt trời Phật đã hưng khởi? Tại sao ngài chẳng thương đến đất nước này? Trong hư không có tiếng bảo rằng, này đại vương, ông chớ nghi ngờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tinh tấn dũng mãnh vượt qua 9 kiếp. Nghe lời nói đó rồi, nhà vua lại quỳ gối chắp tay khen ngợi, Đức Phật thông minh trí tuệ, ứng biết lòng của con, nguyện xin ngài rủ ánh sáng từ bi đến nước này. Bây giờ khói hương lan tỏa đến tinh xá của Phật như mây lưu ly trắng, dạo quanh Đức Phật 7 vòng rồi hóa thành lọng báu vàng trồng. Lọng báu ấy có những chuông nhỏ phát ra âm thanh vi diệu, âm thanh ấy thỉnh Đức Phật tỳ kheo tăng. Lúc ấy Đức Như Lai bảo các vị tỳ kheo, những người chứng đắc 6 thần thông đi theo sau Đức Phật, nhận lời mời đến cõi Phất Ba Bù Phù Đề của vua Na Càn Ha La. Đại Ca Diếp cùng 500 đồ chúng hóa ra núi Lưu Ly. Trên núi có suối chảy, ao tắm, hàng cây 7 báu. Dưới mỗi cây đều có giường vàng, ánh sáng bạc. Ánh sáng hóa thành hang động. Đại Ca Diếp ngồi trong hang động này, luôn ngồi chẳng nằm. Bảo các đệ tử tu 12 hạnh đầu đà. Núi Lưu Ly ấy như đám mây được gió mạnh thổi nhanh đến núi cổ tiên. Một kiền liên cùng 500 đồ chúng hóa 100.000 thân rồng cuộn làm tòa ngồi.
Miệng rồng phun ra lửa hóa thành đài vàng với giường toàn ngồi bằng bảy báu và đầy đủ màn báu, lọng báu cùng những cờ phướng. Mục Liên ở bên trong như người bằng lưu ly, hiện rõ trong suốt. Để đến nước Na Càng Ha La, sao loài vất dùng thần lực hóa ra núi tuyết. Giữa ngọc trắng làm hang, cùng với câu đề 500 vị sa di ngồi trong hang bảy báu bao quanh núi tuyết. Xá Lợi Phất ngồi trong hang ngọc trắng như người bằng vàng rồng, phóng ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng ấy đủ màu ánh chiếu với núi tuyết, trình bày đại pháp cho sa di nghe nhận và đi đến nước Na Càng Ha La. Đại ca Thiên Viên cùng 500 vị tỳ kheo quyến thuộc hóa làm hoa sen giống như đài vàng. Các tỳ kheo ngồi trên đó, phần dưới thân tuôn ra nước hóa thành suối, chảy trên các vùng hoa. Nước chẳng giọt xuống đất. Bên trên có tàn vẹt chia khắp các vị tỳ kheo cùng đi sang nước kia. Như vậy 1.250 vị đại đệ tử đều có 500 vị tỳ kheo có thần thông như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, vọt thần lực hư không như con nhạn chúa cao cánh đi sang nước kia. Bây giờ Đức Thế Tôn mặc áo cầm bát, bảo A Nan đem theo tọa cụ. Lúc ấy Đức Thế Tôn bước chân vào hư không. Khi Đức Phật nhấc chân thì Tứ Thiên Vương, Thích Đà Hoàng Nhân, Phạm Thiên Vương, vô số thiên tử, trăm ngàn thiên nữ vây quanh Đức Phật bảy vòng, đảnh lễ Phật và theo sau hầu. Lúc ấy Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng vàng. Trên đỉnh đầu hóa ra 1.800.000 những vị đại hóa Phật. Mỗi vị hóa Phật lại phóng ra ánh sáng. Như ánh sáng đỉnh đầu này lại hóa ra 1.800.000 vị hóa Phật lớn. Từng Đức Phật tiếp theo nhau đầy trong hư không, như chúa nhạn trao cánh, đi sang nước Na Càng Ha La. Mới đến biên giới của đất nước thì nhà vua đã ra cung nghênh và làm lễ Đức Phật. Mấy giờ Long Vương thấy Đức Thế Tôn đến thì cùng cha mẹ, đồ đảng 16 con rồng lớn nổi lên mây lớn, sấm gầm vang động, mưa đá, trong mắt chúng phát ra lửa, miệng cũng phun ra lửa. Giáp bại vẫy lông thân đều phát ra khói lửa. Năm quỷ la sát nữ hiện thành xấu xí, mắt như chớp sắt. Đứng ở trước Đức Phật, con của vua rồng thấy trong hư không đầy các hóa Phật, tâu với cha rằng: Phổ vương phun lửa muốn hại một Đức Phật. Cha thử xem, trong hư không có vô số Phật, đừng phun ra khí độc, tâm ý mạnh mẽ. Quả trách con rằng chỉ có một Phật, có đâu mà nhiều. Thân kim cang, tay cầm chày lớn, hóa ra vô số thân, đầu chày lửa cháy như vòng lửa xoáy. Từng vòng lửa tiếp theo nhau, từ không trung hạ xuống. Lửa cháy hừng hực giống như nước đồng sôi thiêu đốt thân rồng ác. Chúa rồng kinh sợ, không chạy tìm chỗ trốn, mà chạy vào bóng Đức Phật. Bóng Phật mát mẻ như được tưới cam lồ. Rồng được hết nóng, ngửa đầu nhìn lên không, thấy không trung đầy các Đức Phật. Mỗi vị Như Lai phóng ra vô lượng ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng có vô lượng vị hóa Phật. Mỗi vị hóa Phật cũng phóng ra vô số trăm ngàn ánh sáng. Trong tất cả các ánh sáng đều có thần kim cang, tay vung chạy kim cang. Rồng thấy các Đức Phật thì vô cùng vui mừng, như thấy các thần kim cang thì vô cùng kinh hoàng, chắp tay cung kính lễ Phật. Năm La Sát Nữ cũng đảnh lễ Đức Như Lai. Các thiên tử mưa xuống hoa mạn Đà La, hoa đại mạn Đà La, hoa mạn Thù Sa, hoa đại mạn Thù Sa đều cúng dường. Chống trời tự kêu, chư thiên vòng tay đứng hầu trong hư không. Vua của nước đó cùng 5.000 quyến thuộc đốt các loại chanh hương, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Mời Đức Phật ngồi vào tòa. Vua rồng từ trong ao rồng xuất hiện, dâng hiến giường bằng bảy báu, tự tay nâng giường đặt bày. Bài bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nguyện xin Ngài cứu con, chớ sai lực sĩ làm tổn hại thân con. Lúc ấy Đức Như Lai dùng âm thanh phạm, giống như mẹ hiền dỗ dành con trẻ, khiến cho vua rồng và La Sát Nữ nhận được sự giáo hóa của Pháp Vương. Tịnh Đức Phật ngồi vào tòa rồng ngồi. Khi ấy quốc vương lại bày giường cao với mền lông, đệm lông rất mềm mại, dân màng vải lông trắng che phủ, bên trên là lưới trân châu rộng khắp. Rồi thỉnh Đức Phật Thế Tôn ngồi vào trong màn.
Khi ấy Đức Thế Tôn nhấc chân muốn đi, đùi Na Chúa của Đức Phật phát ra năm luồng ánh sáng. Ánh sáng có năm màu, diễn quanh Đức Phật bảy vòng như hoa vi diệu của cõi trời. Hoa cắt thành màn, bức màn hoa. Trong mỗi cánh hoa có trăm ngàn vô số hóa Bồ Tát chắp tay nói kệ khen ngợi bằng vạn ức âm thanh trong hư không. Các vị hóa Phật cũng phóng ra ánh sáng nơi đùi như vậy. Mưa sáu rồng nhỏ, tay cầm đá núi, sấm sét dậy lửa, đi đến chỗ Đức Phật. Đại chúng kinh sợ vào trong hào quang của Đức Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn đưa ra cánh tay màu vàng, mở khép bàn tay có màn lưới. Ở vùng màn lưới ngón tay mưa xuống hoa báo lớn, đại chúng đều thấy hoa hóa thành hóa Phật. Chỉ có các rồng thấy hoa hóa thành chim cánh vàng, buông bắt và cắn chúng. Rồng sợ chim cánh vàng chạy vào trong bóng Đức Phật, đảnh lễ Phật, dập đầu cầu cứu. Đức Phật đến trước màn bảo A Nan rằng: "Hãy trải tọa cụ ra." Lúc đó A Nan liền vào trong màn, trước tiên đưa tay phải lấy tọa cụ từ bên từ trên vai phải. Tọa cụ liền hóa thành 500 ức đài vàng trang hoàng bằng bảy báu. Khi sắp trải ra, tọa lại hóa thành 500 ức hoa sen bằng bảy báu trang nghiêm. Khi trải ngay ngắn bốn góc, mỗi góc sinh ra 500 ức hoa sen bảy báu, từng hàng tiếp nhau đầy khắp bên trong màn. Bây giờ Đức Thế Tôn ngồi kiết dạ trên giường bằng bảy báu. Bên trên các hoa sen đều có Phật ngồi. Các tỳ kheo thấy Đức Phật ngồi, đảnh lễ Đức Phật, nhiễu quanh bên phải bảy vòng. Tọa cụ trải ra đủ để tỳ kheo ngồi, tất cả đều hóa thành tọa ngồi bằng lưu ly. Khi tỳ kheo ngồi vào tọa, thì tọa lưu ly phóng ra ánh sáng lưu ly, làm thành hang lưu ly. Các vị tỳ kheo đã nhập vào tam muội hỏa quang, thân trở nên màu vàng ròng. Lúc đó quốc vương thấy thần biến của Đức Phật, vô cùng vui mừng, chắp tay nhiễu quanh Đức Phật bảy vòng, rồi đảnh lễ Phật. Nhìn thấy sự thần thông biến hóa của Đức Phật, quốc vương tức thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, bảo các bề tôi đều phải phát tâm. Lúc ấy vua Rồng kinh sợ đại lật sĩ Kim Cang nên cũng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, Nằm La sát nữ cũng phát tâm bồ đề. Bây giờ đại vương muốn cúng dường Đức Phật và tăng chúng một bữa ngọ trai. Đức Phật bảo đại vương chỉ bày biện đồ đựng thức ăn, không cần gì khác nữa. Nhà vua vâng lời Đức Phật, sắp bày đầy đủ những đồ đựng quý báu. Nhờ thần lực Đức Phật, bên trong những đồ đựng tự nhiên đầy tràn vị Thiên Tu Đà, một loại thức ăn của trời. Các đại chúng ăn đồ ăn đó rồi, tự nhiên được tam muội niệm Phật, thấy thân chư Phật ở mười phương nhiều vô lượng vô biên, lại còn nghe âm thanh nói pháp vi diệu. Âm thanh ấy toàn khen ngợi niệm Phật, niệm pháp, niệm tỳ kheo tăng, đồng thời cũng giảng nói về sáu pháp ba la mật, 37 phẩm trợ bồ đề. Nghe lời nói đó rồi, lại hoan hỷ bội phần, họ nhiễu quanh Đức Phật hàng ngàn vòng. Lúc ấy quốc vương thỉnh Phật vào thành. Long vương nổi giận nói rằng: "Ngươi đoạt lợi ích của ta sẽ tiêu diệt nước của ngươi." Đức Phật bảo đại vương: "Thế chủ đã quy y Phật thì biết phải thời." Lúc đó quốc vương lễ Phật rồi đi lui ra. Khi ấy Long vương và La sát nữ nằm phóc lạy sát đất, cầu Đức Phật trao cho giới pháp. Đức Phật liền đúng như pháp, vì họ nói pháp tam quy ngũ giới. Vua Rồng nghe rồi lòng rất vui mừng. 500 rồng huyến thuộc của vua Rồng từ áo rồng xuất hiện đảnh lễ Đức Phật. Đức Như Lai tức thời tùy theo từng loại âm thanh của rồng mà nói pháp cho chúng. Chúng nghe pháp rất hoan hỷ. Đức Phật bảo Mục Liên vì chúng mà trao giới pháp. Bây giờ tôn giả Mục Liên nhập vào định ý, liền tự hóa thân thành 5.000 ức vua chim cánh vàng. Mỗi vua chim quắp chân lấy 5 con rồng ở trên hư không. Các rồng nhỏ nói rằng: "Đức Phật bảo Hòa Thượng truyền giới pháp cho chúng tôi, sao Hòa Thượng lại làm ra hình tượng đáng sợ?" Tôn giả Mục Liên bảo rằng: "Đã nhiều kiếp, các ngươi ở trong sự không sợ hãi, lại phát sinh tưởng sợ hãi. Đối với không sân nhuế phát sinh tưởng sân nhuế, ở chỗ vô hại là phát sinh hại tưởng. Ta chính thật là người, các ngươi có tâm ác nên thấy ta là chim." Bây giờ Long Vương do sợ hãi nên tự thề chẳng giết hại, chẳng gây đạo hại cho chúng sinh,
Vì đồng phát tâm thiện nên Tôn Giả Mục Liên liền trở lại thân cũ và nói năm giới cho chúng. Lúc ấy vua Rồng quỳ gối chắp tay thỉnh cầu Đức Thế Tôn: "Nguyện xin Đức Như Lai thường trụ ở cõi này. Nếu có nếu Đức Phật chẳng ở lại, con có lòng ác thì không còn được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện xin Đức Như Lai rủ lòng thương luôn ở lại nơi đây." Rồng ân cần ba lần thỉnh Đức Như Lai như vậy chẳng dừng, vua trời phạm lại đến lễ Đức Phật chắp tay cầu thánh rằng: "Nguyện xin Đức Thế Tôn và những chúng sinh đời vị lai, chớ riêng thiên vị một con rồng nhỏ này." Hàng trăm ngàn phạm vương khác miệng đồng thanh đều nói nên lên lời thỉnh nguyện đó. Bấy giờ Đức Như Lai liền mỉm cười, từ miệng phát ra vô lượng trăm ngàn ánh sáng, trong mỗi ánh sáng có vô lượng vị hóa Phật. Mỗi vị hóa Phật có hàng vạn ức vị Bồ Tát làm thị giả. Vua Rồng kia ở trong áo rồng hiện ra đầy bảy báu, giơ lên Đức Như Lai bạch rằng: "Nguyện xin Đức Thiên Tôn nhận đài này của con." Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo vua Rồng rằng: "Ta chẳng cần cái đài này. Hôm nay ngươi chỉ cần đem hang đá La Sát giao cho ta." Tức thời vua trời phạm và vô số thiên tử vào trong hang trước. Vua Rồng dùng nhiều châu báu để trang hoàng hang động. Đức Phật bảo A Nan rằng: "Ông hãy bảo vua Rồng quét dọn hang sạch sẽ hang đá." Chư thiên nghe rồi đều cởi áo báu tranh nhau lau quét hang. Lúc đó Đức Như Lai thu ánh sáng của thân lại, thu các vị hóa Phật lại vào nơi đỉnh đầu. Lúc này Đức Như Lai bảo các vị tỳ kheo đều ở ngoài động, chỉ riêng một mình Đức Phật vào và tự trải tọa cụ. Khi Đức Phật trải tọa cụ, núi đá này bỗng chốc trở thành bảy báu, La Sát Nữ và Vua Rồng vì bốn vị đại đệ tử, Tôn và A Nan tạo ra năm hang đá. Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi trong hang Vua Rồng, chẳng rời khỏi chỗ ngồi. Đức Phật cũng nhận lời thỉnh của vua, vào thành Na Càng Ha, ngồi rồi ở núi Kỳ Xà Quật, ở thành Ca Tỳ La của nước Xá Vệ, và ở các trụ xứ khác, đâu đâu cũng đều thấy có Đức Phật. Trên tòa hoa sen ở trong hư không, có vô lượng hóa Phật, tất cả thế giới bên trong cũng đầy những vị hóa Phật. Vua Rồng vui mừng phát đại thệ nguyện rằng: "Nguyện cho con đời vị lai được thành Phật như thế này." Đức Phật nhận lời thỉnh của vua, trải qua 7 ngày rồi, vua sai một người cởi con voi đi 8.000 dặm, đem những đồ cúng đi khắp tất cả nước, cúng dường chúng tăng. Đến đâu cũng đều thấy có Phật Thích Ca Văn. Tin tức hồi báo bạch với vua rằng: "Đức Như Lai Thế Tôn chẳng chỉ ở nước này mà nước khác cũng có. Các Đức Phật ở nước khác cùng nói khổ không, vô thường, vô ngã, 6 pháp ba la mật." Nhà vua nghe lời nói này thì bỗng nhiên tâm ý khai mở, được nhận vô sinh. Bây giờ Đức Thế Tôn thu nhiếp thần túc lại, từ hang đá hiện ra cùng các vị tỳ kheo đi hành hóa. Đức Phật đời trước khi làm Bồ Tát, có chỗ bố thí hai đứa trẻ, chỗ thì gieo nhân cho cọp đói, chỗ thì dùng đầu bố thí, chỗ thì quét thân làm 1.000 ngọn đèn, chỗ thì móc mắt bố thí, chỗ thì cắt thịt thay cho chim câu. Những chỗ như vậy, rồng đều đi theo. Lúc đó, Long Vương nghe Đức Phật trở lại đất nước, kêu khóc, nước mắt như mưa mà bạch rằng: "Mà Thế Tôn, con thỉnh Đức Phật thường trụ, tại sao Đức Phật bỏ con? Con mà chẳng thấy Đức Phật thì sẽ làm việc ác, bị đọa vào đường ác." Lúc ấy Đức Thế Tôn an ủi vua Rồng rằng: "Ta nhận lời thỉnh của ngươi, ngồi trong hang động của ngươi trải qua 1.500 năm." Các con rồng nhỏ chắp tay, vòng tay cầu thỉnh Đức Thế Tôn vào lại trong hang. Các rồng thấy Đức Phật đã ngồi trong hang rồi, trên thân tuôn ra nước, dưới thân tuôn ra lửa, biến hiện 18 cách. Rồng nhỏ thấy rồi lại càng tăng tiếng đạo tâm kiên cố. Đức Thích Ca Văn Phật vọt thân vào đá, giống như gương sáng tới bóng dáng mặt người. Các rồng đều thấy Đức Phật ở bên trong đá ánh hiện ra bên ngoài. Bây giờ các rồng chắp tay vui mừng, chẳng cần ra khỏi ao rồng mà vẫn luôn thấy mặt trời Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn ngồi kiết già bên trong vách đá,
Khi chúng sinh nhìn từ xa thì thấy, đến gần thì biến mất. Hàng trăm ngàn chư thiên cúng dường ảnh Phật cùng nói pháp, vua trời phạm chắp tay cung kính, dùng kệ khen rằng: Như Lai vào hang đá, ở trong đá hiện thân, như mặt trời không ngại, đủ tướng sáng vàng ròng. Con cúi đầu kính lễ Đấng Mâu Ni Thế Tôn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn hóa ra 500 xe báu. Đức Phật ngồi trong xe phân thân thành 500. Khi ấy xe báu trụ trong hư không, xoay trở tự tại. Ở vùng trục vành xe có 100.000 ánh sáng. Mỗi ánh sáng có vô số hóa Phật, chẳng chuyển, chẳng động, đi đến thành Ca Tỳ La. Đức Phật ngồi trên tòa xe tử như đang nhập vào tam muội. Trong mỗi lỗ chân lông có một Đức Phật xuất hiện. Trong mỗi lỗ chân lông lại có một Đức Phật nhập vào. Ra vào như vậy đầy trong hư không, vô lượng vô biên vị hóa Phật ngồi kiết già. Đó gọi là cảnh giới khi như Đức Như Lai ngồi. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của Phật nếu muốn biết Phật đi thì như trên đã nói, còn nếu muốn biết Phật ngồi thì phải quán tưởng ảnh Phật. Quán tưởng ảnh Phật thì trước tiên phải quán tưởng Phật, khởi tưởng về thân một trượng sáu ngồi kiết già, trải cỏ làm tòa, thỉnh tượng Phật đặt ngồi. Hành giả thấy Phật ngồi rõ ràng là phải khởi ý tưởng là một hang đá cao một trượng tám, sâu 24 bộ, bằng đá trắng trong suốt. Quán tưởng như vậy thành rồi thì thấy tượng Phật ngồi trong hư không. Dưới chân có mưa hoa, lại thay ý tưởng vào trong hang đá. Vào rồi lại khiến cho hang đá đó trở thành tượng núi bảy báu. Tượng núi bảy báu này thành rồi, lại thấy tượng Phật vọt vào vách đá. Vách đá không chướng ngại, giống như tấm gương sáng. Tượng này thành rồi thì như trước, trở lại quán tưởng 32 tướng tốt. Từng tướng quán tưởng cùng cực làm cho tỏ rõ. Tượng này thành rồi thì thấy các vị hóa Phật ngồi kiết già trên hoa báu lớn. Phóng đại ánh sáng nơi thân chiếu soi khắp tất cả. Trong mọi lỗ chân lông của Đức Phật ngồi, mưa xuống vô số các lá cờ bằng bảy báu. Đầu mỗi lá cờ báu có 100.000 phương báu. Lá phương nhỏ nhất dọc ngang bằng nhau, cũng bằng cả núi Tu Di. Trong phương báu này lại vô số 100.000 vị hóa Phật. Mỗi vị hóa Phật đều vọt thân vào trong hang đá này và hiện bày ảnh Phật. Khi tưởng này xuất hiện thì như đã nói ở phần tim Đức Phật. Người quán tưởng như vậy gọi là chánh quán. Nếu quán khác đi thì gọi là tà quán. Sau khi Phật diệt độ, người theo đúng lời ta nói mà quán tưởng ảnh Phật thì đó gọi là quán tưởng chân chánh về sự ngồi của Như Lai. Người quán tưởng sự ngồi của Như Lai thì như người thấy được thân Phật không có gì khác, tiêu trừ được 100.000 kiếp tội sinh tử. Nếu quán chẳng thấy được thì phải vào tháp quán tất cả tượng, thấy tượng Phật rồi, ngồi rồi, sám hối tội chướng, nhờ công đức nhân duyên quán tưởng đến khi Đức Di Lặc ra đời. Người này thấy Đức Phật Như Lạc đầu tiên ngồi kiết già ở dưới gốc cây long hoa. Thế rồi, người ấy rất hoan hỷ đối với ba loại bồ đề đều theo nguyện hiểu biết rõ. Sao gọi là quán tượng Đức Như Lai? Khi đi đến thành Câu Thi Na hàng phục các lực sĩ, Đức Phật nói với vua cha: Như Lai chẳng bao lâu nữa sẽ ở nơi nước đó vào Niết Bàn. Lúc ấy, 500 lực sĩ đang dẹp tảng đá chặn đường đi, họ dùng hết sức lực sĩ cũng chẳng thể dời được. Khi ấy Đức Thế Tôn hóa làm vị Sa Môn, dùng tay gạt tảng đá liền bay lên ở giữa hư không. Đám lực sĩ kinh sợ, giả sử tảng đá này mà rơi xuống thì không biết chạy trốn vào đâu. Họ ngước lên xem thì tảng đá trên đã hóa thành vị hóa Phật, giống như núi vàng có các đức Phật vây quanh. Lực sĩ thấy rồi lòng rất hoan hỷ. Vị hóa Sa Môn nằm giữa dưới gốc cây như người ngủ ngày, có ánh sáng mặt trời từ hông trái phát ra, như có 100 ức mặt trời vào trong hông phải. Trong mỗi mặt trời có 2 cây báu, có giường báu lớn, bên trên có các đức Phật nằm. Ánh sáng như vậy sẽ khắp vô lượng thế giới ở 10 phương. Mỗi thế giới có vô lượng các đức Phật ngồi tựa dưới gốc cây và đều có ánh sáng từ hông phải vào theo hông trái mà ra. Ánh sáng như vậy biến thành đại báu. Hành giả thấy tất cả mọi thế giới 10 phương đều có một đại báu.
Trên đài bảo này có một vị Phật lớn thân bằng mười phương nằm tựa bên đài. Lúc ấy Đức Phật đó không bên trái tuôn ra nước như ngọc lưu ly, mỗi viên ngọc báu lớn như núi Tu Di. Bên trong mỗi núi có 100.000 Đức Phật nằm, mỗi vị Phật nằm phóng ra ánh sáng lớn, cũng như trên đã nói. Hơn bên phải Đức Phật đó lại phát ra vạn ức dòng sữa chảy rót xuống, từng giọt hóa thành 100.000 hóa hoa. Mỗi hoa có hóa Phật nằm ở trên hoa sen, đều dùng tay phải rót cam lồ xuống như mưa, khiến cho tất cả mọi người đều được uống. Chúng sinh ngạ quỷ khi thấy tướng này thì tự nhiên no đủ. Bấy giờ trong hư không có âm thanh vi diệu khen ngợi bốn tâm vô lượng, sau đó phân biệt cảnh giới động không, cảnh giới tịch diệt không có tâm và tâm tưởng. Người quán tưởng như vậy gọi là quán tưởng sự nằm của Như Lai. Quán sự nằm của Như Lai trước tiên phải quán tưởng Phật nằm. Hành giả thấy tượng nằm rồi thì phải nghĩ rằng khi Đức Phật còn ở đời, thân thể các Đức Phật Như Lai không hề mệt mỏi. Sở dĩ Phật hiện thân nằm chỉ vì điều phục các lực sĩ cương cường và những chúng sinh tà kiến bất thiện, hoặc vì thương xót các vị tỳ kheo nên hiện thân nằm nghiêng về không phải. Như Lai nằm chính là nằm đại bi. Muốn quán Phật nằm phải tu hành tâm từ. Người tu hành tâm từ khi duyên đến tất cả chúng sinh, thấy họ chịu khổ thì chẳng tiếc thân mạng làm cho chúng sinh chịu khổ được thành tựu đầy đủ và an lạc, khiến cho họ không bị hoạn nạn. Người có tâm đại bi khi thấy chúng sinh chịu khổ não thì như thấy chính cha mẹ, sư trưởng, bạn lành của mình bị khổ sở, nên sinh lòng thương cảm, nước mắt rơi như mưa. Lòng bình đẳng như vậy gọi là đại bi. Khi thấy người khác được an vui mà sinh lòng vui mừng như vị tỳ kheo được thiền thứ ba, thì đó gọi là hỷ. Tất cả xả tất cả không có tướng chúng sinh. Khi khởi sự quán tưởng đó, trước hết hành giả quán tưởng thân mình. Địa đại là chúng sinh sao? Thủy đại, hỏa đại, phong đại là chúng sinh sao? Sắc là chúng sinh sao? Thọ tưởng hành thức là chúng sinh sao? Không là chúng sinh sao? Chẳng phải không là chúng sinh sao? Như là chúng sinh sao? Chẳng phải như là chúng sinh sao? Thực tế là chúng sinh sao? Chẳng phải thực tế là chúng sinh sao? Hữu vi không là chúng sinh sao? Vô vi không là chúng sinh sao? Khi lý giải phân biệt như vậy mà chẳng thấy chúng sinh, chẳng được chúng sinh, không có tưởng về chúng sinh, lòng không hề tham đắm, cũng không mong cầu, hiểu rõ được pháp thanh tịnh như vậy, được gọi là tu hành xả. Đức Phật bảo A Nan rằng, nếu có chúng sinh ưa quán tưởng sự nằm của Phật, thì đó là quán tưởng chân chánh về định từ thanh tịnh. Nếu có chúng sinh nghe pháp Phật nằm và các tỳ kheo thuận theo lời dạy của Đức Phật, chẳng phải bỏ oai nghi, nằm nghiêng về không phải, nên biết những người đó mặc áo tàm quý, uống thuốc nhẫn nhục. Như tỳ kheo này ở đời hiện tại ngồi thiền thì thấy chư Phật mười phương vì mình nói pháp lớn. Nếu họ chẳng ngồi thiền mà chẳng phạm giới, nên ở đời vị lai được thấy chư Phật mười phương, các Đức Phật mười phương sẽ vì họ giảng nói pháp lớn. Họ nghe pháp được dễ dàng, giác ngộ giống như khoảnh khắc người tráng sĩ có duỗi cánh tay, ngay tức thời được đạo A-la-hán đầy đủ ba minh, sáu thông và tám giải thoát. Sự nằm của Như Lai đem lại nhiều lợi ích cho chúng sinh. Do đem lại lợi ích nhiều nên gọi là từ bi hỷ xả. Bốn pháp này sinh ra các Đức Phật là mẹ của các vị Bồ Tát. Khi nói lời đó rồi, ở giữa đại chúng toàn thân Đức Phật phóng ra ánh sáng. Phía trước 84.000, bên phải 84.000, bên trái 84.000, phía sau 84.000, trên cổ 84.000 là những lỗ chân lông. Mỗi lỗ chân lông mọc ra một sợi lông xoắn. Mỗi đầu sợi lông có 100 vạn ức hoa sen nhiều như bụi trần. Trên mỗi hoa sen có vô lượng vô số hóa Phật nhiều như bụi trần. Thân các vị hóa Phật cao lớn trang nghiêm như ngàn vạn ức núi Tu Di. Trong rốn của mỗi vị Phật có 500 vạn ức con sư tử. Mỗi con sư tử phun ra 500 vạn ức phẩm vật cúng dường. Mỗi phẩm vật cúng dường có 500 vạn ức đám mây hoa bảy báu. Mỗi đám mây hoa báu có 500 vạn ức âm thanh, những lời kệ tụng,
từng tiếng tiếp theo nhau giống như những giọt mưa rơi. Bây giờ Đức Thế Tôn lại hiện hiện rõ 80 vẻ đẹp. Ánh sáng màu vàng từ tướng Bạch Hào phát ra, mọi ánh sáng soi khắp mười phương, hóa thành những vị Phật, những vị Thế Tôn đó, vô số địa vị đi, vô số vị đứng, vô số vị ngồi, vô số vị nằm. Các vị hóa Phật đó nói về Đại Từ Bi, nói về 37 phẩm trợ Bồ Đề, nói về 6 pháp Ba La Mật, nói về 10 luật bốn với 18 pháp bất cộng của Phật Như Lai. Khi tướng này hiện, có một ức người dòng họ Thích, lòng không còn chấp thủ, ngộ pháp nhẫn vô sinh. Đức Phật vì họ tọa ký và đời vị lai qua vô số kiếp sẽ được thành Phật hiệu là Tam Muội Thắng Tràng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri để đủ 10 hiệu theo thứ lớp thành Phật cho đến một ức vị. Khi nhận Đức Phật đó xuất hiện thì thế giới Ta Bà thanh tịnh trang nghiêm giống như cõi của Đức Phật quang minh ở thế giới Thánh Phục Tràng không khác. Các vị Bồ Tát đó khi được Phật đạo thì cõi nước không có những tên gọi như phá hủy, giới cấm, tán loạn tâm ý, bất thiện, toàn là Bồ Tát, dù có thanh văn nhưng chẳng hủy bán Đại Thừa. Các Thích Tử nghe Đức Phật thọ ký, lòng rất vui mừng, đều cởi chuỗi ngọc tung lên trên Đức Phật. Những chuỗi ngọc đó đang trụ bên trên Đức Phật, hóa thành cây hoa. Mỗi cây hoa đều có hoa, nhiều như các sông Hằng. Trên mỗi hoa có các lầu báu nhiều như các sông Hằng. Trong mỗi lầu có các vị hóa Phật nhiều như các sông Hằng. Mỗi vị hóa Phật diễn nói 84.000 pháp Ba La Mật. Là có vị hóa Phật dạy các thanh văn, phép sổ tức an bang, tuôn ánh sáng vào xương trắng tỏa ra ánh sáng. Tưởng về tâm tịnh, tưởng về tâm bất tịnh, tưởng khởi tưởng về kết xử, diệt tưởng kết xử, đoạn tưởng về chi phần kết xử, diệt tưởng về gốc rễ kết xử, 90 ức bụi trần những tưởng như vậy. Như nói sổ tức an bang thì đó gọi là pháp thanh văn, còn pháp Bồ Tát thì chỉ có một pháp, những gì là bốn. Một, ngày đêm sáu thời nói lên tội lỗi để sám hối. Hai, thường tu niệm Phật chẳng lừa dối chúng sinh. Ba, tu sáu pháp hòa kính, lòng chẳng sân nhuế kiêu mạn. Bốn, tu hành sáu niệm như cứu lửa cháy trên đầu. Đức Phật nói với vua cha rằng, như vậy gọi là Tam Muội Quán Phật đời vị lai, cũng gọi là phân biệt thân Phật, cũng gọi là biến sắc tướng của Phật, cũng gọi là Tam Muội niệm Phật, cũng gọi là ánh sáng chư Phật che chở chúng sinh. Khi Phật nói lời đó, trời rồng già xoa tám bộ quỷ thần, 12 ức chúng sinh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và phát thệ nguyện rằng, nguyện đời sau thường nhập vào Tam Muội thấy sắc thân Đức Phật như hôm nay không khác. Phạm Thiên Vương tức Đại Hoàng Nhân, vô số thiên tử đảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay bạch Đức Phật rằng, bạch Thế Tôn, chúng con hôm nay được thấy hình sắc tối thượng trong mọi hình sắc của Đức Như Lai, nguyện xin cho chúng con đời trượt ác vị lai, giữa chánh niệm tư duy thấy sắc thân của Đức Phật. Nếu nguyện này chẳng hư dối, lời nói của con và sự nhìn thấy của con hôm nay chân thật chẳng hư dối, thì nguyện xin cho con và các thiên chúng giống như thân Phật. Khi chư vị nói lời đó, họ tự thấy trong lòng có trăm vạn ánh sáng phát ra, mỗi ánh sáng hóa thành vô lượng trăm ngàn vị hóa Phật. Họ tự thấy thân mình là thân màu vàng trọng giống như nan đà không khác. Các Phạm Thiên bạch Đức Phật rằng, Đấng Thế Hùng Như Lai xuất hiện ở đời, nhất định sẽ đem lợi ích cho tất cả chúng sinh. Lời thệ nguyện rộng lớn xưa, hôm nay đã được viên mãn, chẳng bỏ chúng sinh. Lời nói này chẳng hư dối, nên con tự thấy tâm tưởng cảnh giới chúng sinh, đời vị lai cũng sẽ như vậy, mà quán tưởng thân chư chân thật của Đức Phật. Đức Phật bảo Phạm Thiên rằng, đúng như lời nói của ông, chân thật chẳng hư dối. Chúng sinh đời vị lai chỉ khởi ý niệm đó thì đã được phước không lường, thân tướng đầy đủ, huống gì là nhớ tưởng. Khi Đức Phật nói lời đó, vô tịnh vạn và các Thích Tử tỳ kheo ni Ư Bà Chi đồng thời đều đứng dậy đảnh lễ Đức Phật mà lui ra. Bây giờ Phổ Vương trở về hoàng cung giải nói cho các thể nữ về tướng tốt của Đức Phật. 1.250 thể nữ nghe về tướng bạch hào của Đức Phật, lòng vô cùng vui mừng, tiêu trừ được trăm vạn ức vô số tội sinh tử. Trong hư không có tiếng bảo các thể nữ rằng,
Các ngươi nghe tướng của Đức Phật tiêu trừ được các tội lỗi, hãy phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nghe lời nói đó rồi, họ liền thấy trong hư không có vô lượng các Đức Phật. Thấy các Đức Phật rồi, họ đều đồng thời được định niệm Phật. Các tỳ kheo ni liền đứng dậy kính lễ dưới chân Đức Phật, nhảy quanh Đức Phật 7 vòng, lui về đứng một bên. Bấy giờ A Nan sửa lại áo vai phải, chắp tay quỳ gối bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Phật nói 32 tướng mà còn một tướng vì sao Đức Như Lai chẳng nói rõ? Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo ngồi xuống lại. Lúc ấy Đức Thế Tôn tự hóa ra 500 ức núi báu ở bên trái, bên phải của Phật. Mỗi núi báu có 4 Đức Phật ngồi. 4 Đức Phật Thế Tôn khen ngợi niệm Phật. Đức Phật liền mỉm cười, miệng có 5 sắc ánh sáng, lưỡi có 14 ánh sáng. Các ánh sáng này đều hóa thành một Đức Phật. Trong rốn Đức Phật ấy tuôn ra 5 dòng nước có màu sắc khác nhau. Trong mỗi màu có 9 ức vị Bồ Tát. Trên đỉnh đầu mỗi vị Bồ Tát đều có ánh sáng ngọc mani cõi trời Phạm. Trong ánh sáng có các hóa Phật nhiều như các sông Hằng. Trong rốn mỗi vị hóa Phật cũng phát ra nước như vậy. Những dòng nước như vậy chảy vào rốn của Đức Phật. Các vị hóa Phật và hóa Bồ Tát đó đều nhập vào rốn của Đức Phật. Lúc đó thân Đức Phật hiển hiện thanh tịnh hơn cả Ngọc Lưu Ly, thanh tịnh thù thắng phi diệu. Ở trong thân Đức Phật có tòa sư tử, mỗi tòa sư tử lớn như núi Tu Di. Trên mỗi tòa có một Đức Như Lai, 90 ức Bồ Tát làm thị giả. Trên đỉnh đầu các vị Bồ Tát đó có các Đức Phật lớn như núi Tu Di. Như vậy vô lượng các Đức Phật mười phương mà trong rốn tuôn ra nước đều cùng với nước vào hết trong rốn của Đức Phật Thích Ca Văn. Các Đức Phật chẳng lớn, Đức Thích Ca cũng chẳng nhỏ. Đức Thích Ca chẳng lớn, các Đức Phật cũng chẳng nhỏ. Trong tim bên trong thân của Đức Phật Thích Ca Văn có vô lượng Đức Phật, các Đức Phật đều chẳng ngăn che nhau. Lỗ chân lông của toàn thân giả nói pháp niệm Phật. Các vị hóa Phật đều duỗi tay phải xoa đỉnh đầu Tôn giả A Nan nói rằng: Người này khéo giữ gìn tam muội quán Phật, chớ để quên mất. Ngươi phải một lòng nhớ nghĩ về chúng sinh đời vị lai, mở mắt ánh sáng. Khi nói lời đó, hình tượng 7 Đức Phật đời quá khứ đứng ở trong hư không đều duỗi tay phải xoa đầu Tôn giả A Nan mà chúc lụy việc đó. Lúc đó trong hư không có vô số ánh sáng, trong mỗi ánh sáng có vô số hóa Phật đồng thanh chúc lụy pháp ấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết Quán Phật Tam Muội Hải Kinh quyển 7. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.